Đời cần gì lo âu, cãi nhau thêm sâu mình được chi đâu, giúp nhau cho từ giây về mai sau thêm yêu dấu. Dù rằng ngày hôm qua cãi nhau âm sầu, người trẻ người lớn, mấy mươi năm trời từ tay xa ta sao nhây quá. Mỗi sáng cứ bước ra bước vô bước tới bước lui bước qua bước lại, rồi thấy tình bên lắm lúc khó khăn nhiều khi nó cũng đang quằn quại. Thôi thì giúp nhau trong lúc nỗi đau tiền tài nó vẫn chưa dừng lại, nhắc nhở cho nhau đi qua cơn bị cực rồi sẽ tới hồi thái lai. Ngoại ơi, con mua cháo cá gì cho ngoại rồi ngoại ơi? Ngoại ơi! Tí tí! Đây nè! Trời ơi! Đang đỡ bà xuống mệt muốn chết đây nè! Từ từ bà ơi! Sao để bà lên vậy? Canh chừng bà cẩn thận chứ lỡ bà té sao? Trời ơi! Trời ơi! Ui! Ui! Đó! Từ từ bà ơi! Bà đi bình thường, bà đừng múa bà! Dạ! Ui da! Trời ơi! Lỡ bà té sao em phải để bà dưới đây chứ? Té gì mà té? Trù tao. Trù tao. Đâu có. Ê, tao đâu có lẫn mày. Ê, tao có lẫn không? Dạ không. Tèo. Dạ. Tao có lẫn không? Dạ con tin tí. Bà không có lẫn. Không có lẫn xíu nào hết. Dạ. Trù. Mệt anh quá. Anh giỏi nhà trong bà đi. Anh hứa với cô Một đã giờ anh giao bà cho em suốt à. Anh quá trời việc luôn nên anh mới nhờ tới em. Mà em để bà đi lên đi xuống như vậy đó. Thôi đó trời. Thôi ráng đi, anh sẽ đền đáp cho em nha. Đang thích cái iPad quá nè. Cái gì? iPhone XS. Biết thích quá ha. Thôi ráng giúp anh đi, có gì anh thưởng. Nhớ nha. Nhớ. Ok. Ê mà khoan đã. Gì? Bà giống như Tài Thiên vậy. Sao vậy? Đôi mắt cười lắm nha. Em quay qua quay lại, cái bà bò lên tới sân thượng. Em quay qua quay lại, bà tụt xuống dưới tay. Gì ghê vậy? Ngoại lên sân thượng làm gì trời? Ngoại Ngoại lên sân thượng tìm gì cho ảnh nha ngoại? Sân thượng tìm đứa cháu. Trời ơi ngoại ơi, con nói là bé Hạnh đi làm nguyên một ngày đến tối mới về lận. Không phải, tao còn một đứa cháu trai. Cháu trai? Ừ đại. Dạ. Cháu trai của tao. Dạ. Nó không đẹp như mày. Dạ. Nhưng mà nó thiệt thà. Nó không gian xảo như mày. iPhone XS. Hai ngoại, cháu trai của ngoại tên gì để có gì con tìm giùm ngoại. Tên Tèo nó... chắc luôn. Nó tên là Phát. Hả? Phát. Ngoại ơi ngoại, Phát chỉ là cái người tiện đường giúp ngoại thôi, chứ không phải là cháu của ngoại. Nó tới. Ủa ngoại. Bà, em con đừng, đừng múa ngoại, để con ra con mở cửa. Để tao đi mở. Ngoại ngồi xuống đi, ngoại ngồi xuống đi. Ngồi xuống để con. Em lo cho ngoại đi, để anh mở cho. Đã lâu rồi hai anh em mình không có gặp nhau. Anh vẫn như vậy, vẫn đàn ông như xưa. Em qua đây có chuyện gì vậy? Em tìm bé Linh hả? Linh không có nhà nên em mới qua đây nè. Là sao? Thì tại Linh nói anh đang canh giữ và chăm sóc bà ngoại, sợ anh lo không xuể nên kêu em qua phụ anh. Trời, con này thiệt tình, nhiều chuyện. Nhưng mà anh có chăm sóc ngoại nhưng mà đâu có đến mức mà phiền tới em đâu. Anh yên tâm đi, em có kinh nghiệm chăm sóc bà ngoại của em lắm. Anh cứ lo công việc của anh đi, tất cả mọi chuyện cứ để em lo. Chịu tưởng. Chết bà chưa. Tao muốn đi. Gì? Đi to. Đồ gì? Đi toilet. Trời ơi. Đi. Ai gì 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 gì? Dì ngồi đó đi, dì ngồi đó đi. Để con dẫn bà đi được rồi. Trời ơi, gì cái gì mà gì? Con tí nó mới có 18 tuổi à. 18 tuổi. Mặc đồ trẻ quá. Dạ. Dạ đi. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng như mây.
Dì gì? Dì ơi, sao mặt dì giống như đang bị xịt keo vậy dì? Ai à? Nhỏ là ai à? Bộ cũ anh phải không? Anh đá nó rồi chứ gì? Nó ra đây mà kêu tôi tiếng gì nữa là tôi đá nó liền á. Tí à, mày coi lại cách ăn mặc đi. Hồi mày mới vô tao cũng tưởng giống như là bà ngoại vậy đó. Bà ngoại gì? Anh hay quá, anh giao bà cho nó đi nha. Có chuyện gì đừng đổ thừa tôi à. Trời ơi trời, người ta nói có kinh nghiệm chăm sóc người lớn tuổi. Muốn chia sẻ với mày cũng muốn gì nữa. Bà ngoại. Ôi, ráng đi má. Ôi, có thuốc rồi, má yên tâm chút xíu má ngủ à. Ngoại, ngoại có sao không ngoại? Hỏi như không hỏi vậy đó à. Không thấy mà ngoại vừa đau đớn như vậy mà rên rỉ như vậy mà còn hỏi một cái câu mà vừa hỏi vừa trả lời là sao vậy? Hả? Nhìn kìa, năm khuôn mặt, mặt nào mặt nấy trưởng thành hết trơn hết trọi rồi. Mà không một đứa nào hả lo lắng giùm cho má tôi. Để một bà cụ gần hơn 70 tuổi té loi bắn họng trong toilet mà bây giờ đứng đây mà thành kính phân ưu vậy hả? Hả? Hay sao vậy? Con xin lỗi ngoại. Con xin lỗi ngoại. Con xin lỗi ngoại. I am sorry bà ngoại. Trời đất ơi, thì cái con mâm đồng kia thì cái mặt như cái mặt mâm vậy đó hả? Não quá nhiều mà không suy nghĩ. Bà ngoại có biết một câu nửa tiếng Anh nào đâu mà đặt I am sorry là cái gì hả trời? Trời ơi, tôi nói thiệt, tôi mệt mỏi quá rồi. Làm ơn làm phước cho má tôi nghỉ ngơi đi. Giọng sang sảng hả? Ngoan ngoãn ngoãn, sao má tôi ngủ? Ê, má thấy cái giọng này nó to lắm. Con biết mà. Xin lỗi mọi người, em không có cố ý đâu. Xin lỗi, xin lỗi. Chuyện nào cũng xin lỗi, người ta nhờ công an làm gì? Bà, tài lanh tài lọt, tôi dặn bạn sao? So sorry, so sorry. Chết rồi, kỳ này bà ngoại bị như vậy. Không biết là cô Một với lại bé Hạnh có giận lây anh luôn không nè. Anh thử tưởng tượng coi, ai mà làm bà ngoại anh như vậy á, anh ghét không? À, anh Tính ơi, hay là để em đi xin lỗi cô giùm anh nha. Em có kinh nghiệm xin lỗi người ta lắm á. Thôi, anh xin em. Anh sợ cái kinh nghiệm của em lắm rồi. Ê, bà còn thích ông anh tôi đúng không? Không. Tôi có cách để giải quyết cái chuyện này. Cách gì vậy? Bà nói đi tôi làm cho. Má vẫn đau hả má? Đau sơ sơ rồi mà. Con gọt má miếng trái cây má ăn nha. Không nghĩ ăn hoài mệt quá. Khỏe rồi. Con đi ra tiệm nào với con Hạnh đi. Thôi, kệ nó đi, nó lớn rồi. Để cho nó tự nó lo lắng đi chứ đùm bọc nó hoài sao được. Con á, con sợ má ở nhà má bệnh, má mệt, má buồn. Con ở nhà với má. Buồn à? Sợ ở nhà rồi má lẫn, má đi lạc nữa chứ gì. Ê, già chứ không lẫn đâu nha. Ô, má mà đi lạc con nghĩ sao vậy? Con biết rồi, con biết là má không có lẫn rồi. Ừ. Con biết là má vẫn còn sáng suốt, vẫn còn tin anh được chưa? Má vậy? Con xin lỗi má nha. Con hứa với má là con sẽ sắp xếp ổn thỏa cái chuyện ở bên kia. Đặng con về con phụng dưỡng cho má. Chứ con thấy má như vậy con đau lòng quá à. Dù Duyên, Dù Duyên. Cắt nút bị gạt hết. Thiệt ra cái vụ mà má biểu của thằng Út nó tiên triền với tụi bay là má lãng trí. Còn cái chuyện má đi lạc là má muốn đi lạc. Trời đất ơi. Trời ơi, làm sao má đi lạc được? Còn lâu.
mà tức cười nhất. Tao về tao nằm tao cười, tao cười mình thấy đau cả bụng. Nhất là cái bữa mà mấy đứa tưởng má đáng trí đó, cái trời đứa nào đi mấy mặt cái như bữa đó con khóc nữa. Trời đất ơi, con lo thiệt chứ má làm sao vậy? Bởi ủa vậy? Con hỏi nè, ủa sao má phải làm vậy vậy? Ừ, má làm như vậy đó để má thử lòng Phát. Ồ ủa nhưng mà cho dù là má thử lòng đi ha, nhưng mà sao má biết được tiệm của ông Phát mà La Lạc ở đó hay quá vậy? Đó, chuyện là chỗ đó đó, con biết làm sao. Nghe con ngồi con than thở, con nói cái thằng Phát là cái thằng lao cá. Ê, quá chừng nó dụ dỗ con Hạnh đó nha. Nghe mới tức mới lo chứ. Con người ta dễ thương vậy đó. Vậy mà gì má nhờ cái thằng Út á, thằng Út á, con chú Út á, nó mới cái gì, nó lên cái Facebook của con Hạnh đó. Rồi cái từ Facebook của con Hạnh đó, cái nó lên cái Facebook của thằng Phát đó. Cái từ cái Facebook thằng Phát cái tìm ra cái địa chỉ của nó luôn. Mà nói thiệt với con nha, dù nó ở Sài Gòn chứ nếu mà nó ở trong Phi thế em, má cũng tìm, má cũng tìm được rồi. Công nhận. Trời, công nhận má hay thiệt luôn. Ừ. Mà con thiệt á, con xứng đáng làm con của má luôn á. Chứ sao? Thích tìm tòi khám phá. Trời ơi, ghê thiệt chung chứ. Con nghĩ là má nghĩ được cái điều đó luôn á. Bởi vậy, bây giờ má hỏi nè, giữa thằng Phát với thằng Tính thì má thấy cái thằng Phát là cái thằng tốt. Nhưng mà qua cái miệng của con á, ai mà không biết á, tưởng cái thằng này cái đồ chiên lôi, cái thằng trời đánh tanh đâu, không có. Ôi má ơi, trời ơi, thằng Tính được không? Không, tao tính thằng Phát là thằng dễ thương không? Không, Tính mà. Thằng Phát được không? Ê, bây giờ tao hỏi này, mày đẻ ra tao, tao đẻ ra mày. Má đẻ ra con. Mày khôn hơn tao, tao khôn hơn mày. Má khôn hơn con. Mắt mày sáng hơn tao, tao mắt sáng hơn mày. Mắt sáng, má sáng hơn, mắt má sáng hơn. Rồi não má nhiều hơn. Ok. Có cái mặt kia, ca dao tục ngữ má thuộc nhiều hơn con. Đúng không? Cái gì mắc hơn con? Cái mặt. Hết giận được luôn. Ai? Ai má ăn này nè. Ăn này đi, ăn này cho có vitamin C. Ôi trời. Ngọt ngay luôn á, quýt đường á, mua quýt đường á. Đời cần gì lo âu, cãi nhau thêm sâu mình được chi đâu, giúp nhau cho từ giây về mai sau thêm yêu dấu. Dù rằng ngày hôm qua cãi nhau hàng xóm, người trẻ người lớn, mấy mươi năm trời từ tay sang ta sao nhây quá. Mỗi sáng cứ bước ra bước vô bước tới bước lui bước qua bước lại, rồi thấy tình bên lắm lúc khó khăn nhiều khi nó cũng đang quằn quại. Thôi thì giúp nhau trong lúc nỗi đau tiền tài nó vẫn chưa dừng lại, nhắc nhở cho nhau đi qua cơn bị cực rồi sẽ tới hồi thái lai. Người nào cùng nhau để giúp nhau lúc đau đớn. Ngoại hả? Ngoại kêu con với anh Phát ra có chuyện gì không? Tất nhiên là có mới kêu chứ. Nè à, mẹ con có nói gì cái chuyện mà mẹ con có thuê thêm một cái phòng của nhà thằng Tính không hả? Ừ, con không biết. Ê, mà chi vậy ngoại? Mà thằng Tính nó đi đâu rồi? Anh mới đi ra ngoài rồi. Đi ra ngoài hả? Thuê cho bạn con ở. Bạn con? Ừ, bạn rất thân. Bạn thân ai vậy ngoại? Thật thì mà bạn ở bển. Ê, nó vượt. Để con ra cửa. Ê, khoan khoan, ngồi đi, ngồi im ra nha. Mới động chút, mới bất ngờ. Ê, chờ chút xíu. Bạn thân nào? Em có biết đâu. Trai hay gái? Đã nói tao không biết trai gái gì. Bạn thân mà không biết. Dù gì nói mà không biết lại không biết. Đây, Happy. Hưng baby. Trời ơi. Trời ơi, coi coi. Ừ? Nè, khai thiệt với tôi đi nghe. Mấy người có sửa sang gì không? Mà càng ngày càng đẹp trai vậy. Thậm chí là đẹp trai hơn hồi xưa nhiều lắm luôn á.
Nè, nói cho cô biết ha, cái này là mặt tự nhiên chứ không phải là mặt nhân tạo đâu nha. Ê, ê, làm gì mà tự nhiên hai người nựng nhau vậy? Làm gì là làm gì, đây là bạn thân của em. Thân? Thân lắm, nó thân từ hồi còn nhỏ lắm. Tụi bay còn nhỏ tụi bay đâu có biết, từ cái thời mà hai đứa tắm mưa mà ở trù. Hả? Chưa đâu, nghe nè, hồi nhỏ nhà này có cái giọng ha, mát vô cùng. Tại nó cứ sáng chạy, con qua bên này nha ngoại, cứ đứa chạy qua nó ngủ chung. Ngoại làm gì có? Có, ngoại này. Không biết, nhỏ xíu, sừng cãi ngoại. Cái gì? Thôi, anh đừng nghe, ngoại chọc anh á. Chọc đâu, nó thiệt mà. Giới thiệu với anh, đây là Hưng, bạn thân của em, du học sinh ở bên Mỹ. Trong một buổi tiệc party cuối năm, em đã thấy một nam thần đứng ở trên sân khấu hát một bài hát. Nothing gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Kể từ giây phút đó, Hạnh đã đem lòng thần tượng một ca sĩ học sinh tỏa sáng ở trên sân khấu. Và khi phát hiện được câu nói I love you từ giữa đám đông của cô gái nhỏ này á, thì bỗng nhiên chàng ca sĩ đó quên đi lời bài hát. Lỗi là tại cô gái nhỏ này đó nha. Và chúng ta bắt đầu tình bạn từ lúc ấy. Từ lúc ấy là từ lúc nào? Lạ lạ nha này. Đau. Ôi da, ôi da, rồi anh nè. Uống rượu gặp, ê, uống gì bình thường. Ê, chú mỏ anh nè. Lại. Anh hẹn tôi ra đây, có chuyện gì? Bây giờ anh cũng như tôi mà còn bị đặt hỏi hả? À, giờ thì tôi đã hiểu tại sao lúc đó anh lén đến đón bà ngoại của Hạnh đi. Nói gì thì nói, bây giờ đối thủ mạnh như vậy đã xuất hiện rồi đó. Tụi mình đấu đá với nhau có lợi ích gì không? Chi bằng kết hợp với nhau tiêu diệt đối thủ. Anh cũng âm mưu dữ ha. Người ta mới xuất hiện có mấy ngày mà anh đã đòi lập liên minh rồi. Vậy bây giờ anh có tham gia không? Có. Ok. Sau khi tiêu diệt đối thủ, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng. Ok. Nhưng mà anh đã có kế hoạch nào chưa? Ủa, sao hay đó, có ôm không? Không biết, sao không tập trung như vậy? Chạy nhanh quá sao mà thấy? Trời ơi, cô vợ quẹo hướng nào rồi? Ai biết, sao không tập trung như vậy? Chạy nhanh quá sao mà thấy? Trời ơi. Rồi giờ sao? Rượt theo. Mà khoan, biết chạy hướng nào không? Hả vui. Ơi. Sao rồi? Ngon lành luôn, quay là chuẩn 4K luôn. Chỉ cần mà nó thả dê một cái thôi là Hạnh sẽ biết ngay. Mình mời Hạnh vô rạp, clip này đẹp chiếu rạp luôn cho nó rõ. Rồi á, có cái gì vui mà cười quá vậy? À, kể cho tôi nghe chứ. À, có thích vui không? Vui, tôi thích vui lắm. Vui, thích vui phải không? Thích, hồi nãy tới đây thấy anh cười quá vui luôn á. Chuyện gì vậy kể nghe chứ. Thích vui là được rồi. Trời ơi, tôi thích vui lắm. Thích đúng không? Người ham vui, chỗ nào có vui là có tôi. Ok, lát sẽ có chuyện vui cho anh. Nhưng mà nói nghe nè, mình là đàn ông, lát thấy chuyện vui mình phải bung xỏa, chứ đừng có kèm nén nha. Từ bữa giờ Việt Nam tới giờ chưa có cái gì vui hết.
Bữa nay mà có chuyện vui là bung hết nóc luôn. Đúng rồi, mình phải bung nè ông, phải bung, bung nó mới vui. Bung mới vui chứ. Không phải vậy, đúng. Phải vậy. Vui tới bến luôn. Mà chuyện gì vui, chuyện gì vui. Lát biết. Bị gì vậy? Ủa, sao vậy, sao vậy? À, chắc nãy giờ cười quá, gió, gió vô bụng, đau bụng quá. Ờ, vui gì, bớt bớt thôi. Không phải, hồi sáng hình như ăn cái gì đau bụng nè, đúng không? Mình ăn sáng chung mà đúng không? Dạ. Ủa? Sao vậy? Hai người bị sao vậy? Anh không bị luôn hả? Đau bụng quá. Ê, có sao không? Con bị ngộ độc thực phẩm đó. Anh ngồi để đợi chút nha. Đi toilet cái nha. Hai người đi rồi còn chuyện vui à? Để ai giải quyết? Thì từ từ lát người ta đi xong người ta kể cho. Cái gì mà đau bụng mà tát mồ hôi hột luôn. Hai người này thiệt luôn á. Rủ anh nói cái gì chuyện vui mà Triển bỏ tôi một mình đây. Kỳ cục. Ôi kỳ quá, tự nhiên mới thấy đi ở đây rồi bây giờ biến ra phía sau như ảo thuật vậy trời. Hay thiệt. Ê, trời, gì vậy? Bình tĩnh anh, làm cái gì mà có nóng nè, ngồi nói chuyện cái nè. Nè, cô làm gì vậy? Hello anh đẹp trai trắng trẻo. Hello em da beo. Trời ơi, người gì đâu á mà dễ thương cái đẹp trai mà còn thân phức nữa chứ. Chắc ở bển mới về đúng không? À bể mới về. Cái miệng nói chuyện cũng thấy cân nữa. Cảm ơn. Nè, anh có thích vui không? Vui. Vui thì ai mà không thích. Vậy chứ thích vui chứ đừng có đụng vô tôi. Thích vui. Vậy thì tối nay anh đi nhậu với em nha. Đi nhậu hả? Tôi không thích nhậu. Thích uống trà sữa. Trà sữa ngon. Nếu không thích đi nhậu thì đi kara nha. Đi ca... là đi hát hả? Đúng rồi. Thôi, hát dở lắm, không có thích hát. Vậy anh thích cái gì nè? Hiện tại thì chưa thích gì hết, mà chỉ thích vui thôi. Ê, làm gì? Vậy anh có thích em không? Cái gì? Cô làm gì vậy? Nè. Nè nha, cô vừa phải đó nha. Tự nhiên nãy giờ vô đây tôi không biết cô lại hết. Cô tự nhiên sờ soạn đùm lắm hết. Tôi có người yêu rồi đó. Lỡ người yêu tôi mà thấy mấy cảnh này á, là người yêu của tôi sẽ không có vui về tôi đâu. Thôi, ở đây đi. Kỳ cục quá. Thiệt đúng hai công kia. Cái anh này đủ cái đây nó gặp chuyện vui mà không đấy. Ủa, sao tự nhiên có cái điện thoại đây vậy ta? Trời ơi, sao để điện thoại đâu, để mất bây giờ. Nãy tôi để tôi gắm sạc mà quên gắm dây. Trời ơi, chán ghê. Điện thoại này là của anh hả? Của tôi. Cắm sạc gì mà trong bụi cỏ vậy? Cái quán này, cái xì tay nó là cắm ổ điện ở trong cái bồn đó đó. Ổ điện trong chổng á. Lần sau cẩn thận nha. Cắm sạc mà để bừa bãi vậy trộm cướp đi qua thấy nó vớt mất đó. Khổ thiệt. Hai anh em thiệt lành. Sao? Kể cho hai anh em thiện lành nghe một chuyện. Hồi kỳ tôi ở bên bển á, cũng có một thằng, nó cũng như bộ nó cắm sạc, còn nó quay lén tôi. Bây giờ sống mũi của nó gãy rồi đó. Thôi, hai anh em thiện lành này kỳ ghê. Kêu ra đây có chuyện vui mà thấy không có chuyện gì vui cả. Thôi, đi nha. Anh đi nha, ra bay đâu. Tại anh hết đó. Để điện thoại lộn quá rồi kìa. Cũng tại anh kêu con bé này nó sấn tới quá thì. Không sấn thì biết chuyện nào mới quay được cái clip đó. Nè, thôi hai anh đừng có cãi nhau nữa. Bây giờ tiền của em á, anh nào trả? Đến tiền kìa. Nè, không anh nào trả là tôi xử hai anh luôn á nha. Hai cái thằng quý này bày vẽ ăn chi cho nó phức tạp vậy không biết nữa. Đúng là gãy ông đập lưng ông. Đời cần gì lo âu, cãi nhau thêm sâu mình được chi đâu. Giúp nhau cho từ giây về mai sau thêm yêu dấu. Ngày hôm qua cãi nhau hàng xóm, người trẻ người lớn, mình
trời từ tay sang ta sao nhây quá. Mỗi sáng cứ bước ra bước vô bước tới bước lui bước qua bước lại rồi thấy tình bên lắm lúc khó khăn nhiều khi nó cũng đang quăng quại. Thôi thì giúp nhau trong lúc nỗi đau tiền tài nó vẫn chưa dừng lại, nhắc nhở cho nhau đi qua cơn bị cực rồi sẽ tới hồi thái lai. Yêu đi dân người nào cùng nhau để giúp nhau lúc đau đớn. Tính, anh có biết con đường ngắn nhất đi đến trái tim người phụ nữ là gì không? Con đường bao tử. Anh biết hả? Biết sao không? Câu này cũ quá rồi. Ủa mà sao tự nhiên hỏi vậy? Theo như con Tí điều tra thì Hưng không hề biết đâu ăn. Thì sao? Thì đây là cơ hội của hai tụi mình. Cơ hội gì? Thì mình nấu ăn cho Hạnh lấy điểm. Nhưng mà tôi không biết nấu ăn. Anh không biết hả? Không, tôi chỉ biết ăn với lại phê bình ẩm thực thôi à. À... còn anh sao? À, tôi không biết nấu, nhưng mà mẹ tôi nấu ăn cực kỳ ngon. Ủa thì sao ba liên quan gì? À, tôi đang tính là tôi bay qua Mỹ, kêu mẹ tôi chỉ tôi một cái khóa học nấu ăn cấp tốc xong tôi bay về đây. Tôi nấu ăn cho Hạnh ăn. Nấu cho Hạnh ăn với chồng Hạnh với lại mấy đứa con của Hạnh luôn hả? Chứ nghĩ thì sao, qua bển học xong quay về người ta cưới quách rồi. Bây giờ sao ta? Wow! Đồ ăn ngon vậy? Ờ ha, đồ ăn hôm nay sao ngon dữ vậy ta? Ờ, đúng Tí rồi. Tí nấu lên tay rồi đó. Bữa ăn này không phải do con Tí làm đâu. Chứ ai? Chứ ai? Đây là bữa ăn do một người đàn ông vừa tài giỏi, vừa đẹp trai, hát hay lại nấu ăn ngon nữa. Ai vậy? Xin giới thiệu đầu bếp chính. Tên. Đây, món đặc biệt nhất của bữa tiệc đây, tới rồi đây. Xong rồi đó, đầy đủ rồi đó. Rồi, mời cái nhà nhập tiệc. Ờ, hai anh quặng chung cho vui nha. Ờ, chắc không được quá, sáng nay có hẹn đi ăn sáng với bạn rồi. Ủa, đi chung luôn chứ hả? Ừ, đi chung chứ. Thôi mọi người ăn vui vẻ ha. Ăn vui vẻ nha. Bye bye. Thôi, mình nhập tiệc đi. Đây nè ha, cái món này là món sở trường của anh đó. Đây. Wow, không ngờ anh Hưng có biệt tài nấu ăn ngon quá ta. Thôi mình nhập tiệc đi ha. Nè. Cái món này là món sở trường của Hưng đó. Anh ăn thử nha. Cái đó là... Bây giờ mình phải làm cái gì đó để không bị phản đam. Tôi thấy cái cách bữa giờ của anh nó không ổn. Hai người đó càng ngày càng thân thiết với nhau hơn luôn á. Chứ bây giờ làm sao? À, hay là bây giờ mình chia ra theo dõi hai người đó đi. Chứ hai người đó càng ngày thấy là càng thân mật. Mà đã vậy không ở nhà nữa thì mình biết làm cái gì bây giờ? Không được đâu. Hạnh ghét nhất là bị giám sát, bị theo dõi á. Hạnh mà phát hiện ra, Hạnh ghét anh, Hạnh thù anh cả đời luôn á. Theo dõi mà để cho người ta biết theo dõi thì nói làm cái gì nữa. Bộ phim đó hay quá hả? Ừ. Bữa nào đi coi lại đi. Hưng. Ừ? Hạnh đố Hưng nha. Trên đời này Hạnh ghét nhất đàn ông như thế nào? Gì ngộ vậy trời? Tự nhiên vừa về nhà mà đặt đố này nọ. Thì trả lời đi. Đàn ông nào hả? Sở Khanh. Cái đó Hạnh thù luôn á. Không phải hả? Ghét nhất hả? À, Điệu Cán đúng không? Không bao giờ nói chuyện được với Hạnh. Có gì vậy ta? Ghét nhất đàn ông nào hả? Thôi thua đó, trả lời đi. Thứ nhất, Hạnh ghét nhất những người mà lén lút theo dõi người khác, chui tùm lum tùm lưa đó. À, cho là vậy. Ừ. Mấy người mà lén lút theo dõi người khác hả? Ừ. Ừ, mấy người đó sẽ ghét thiệt. Đúng rồi. Thứ hai là hay nghi ngờ bịa chuyện cho người ta nữa. Hưng có mấy cái tính đó không? Ừ. Hưng làm sao có mấy cái tính đó được. Mình chơi với nhau lâu phải biết tính nhau chứ đúng không? Ừ. Mà Hưng biết trong nhà này á, có tới hai người đàn ông có những cái tính đáng ghét đó. Ai vậy ta?
hai người. Nói ai vậy? Nói gì kì vậy bạn? Ủa? Hai người nó ở đây hả? Hai người làm gì dưới đó vậy? Anh lụm điện thoại bị rớt. Còn anh? Anh sửa cái bàn. Chắc rồi đó. Ủa ổn. Vậy hai người ngồi dưới nãy giờ có nghe tôi nói gì không? Ủa nói gì ta? Anh tập trung lo lụm điện thoại quá. Không. Em có nói gì hả? Không nghe nói gì hết hả? Vậy giờ em đố lại hai người nha. Trên đời này em ghét nhất đàn ông như thế nào? Không được trả lời nha. Anh tính. Sao vậy? Đau bụng quá. Anh Phát. Giờ phải ngủ sớm, mai lên mở cửa cho nhân viên. Trời đất ơi má ơi, bị ép sân quá kìa má. Không, như vậy mới biết là đứa nào nó thật lòng nó thương. Mới biết thật lòng thương con Hạnh đó hả má? Đúng rồi. Rồi má nhắm coi đứa nào thắng. Sao mà tao thấy không có một đứa nào thắng hết trơn. Trời ơi, có khi nào thằng Hưng nó về nhất không má? Không. Thằng Phát sẽ ngồi lượt lộn ngược dòng. Thằng Phát lội ngược dòng? Trời ơi. Cô xin lỗi đã để con chờ lâu nghe. Trời ơi. Cháu tôi nó đẹp với công chúa vậy đó. Con bay đẹp như hoàng tử vậy đó. Nè, tối nay là cô gửi nó cho con ha. Cái bữa tiệc đêm nay sẽ là một cái bữa tiệc mà rất lớn, toàn những người trong showbiz thôi. Hai đứa làm sao mà giành được khách hàng về? Khách hàng càng lớn là trọng thưởng càng nhiều. Được chưa? Dạ. Dạ, cô cứ yên tâm đi. Dạ, xin phép bà, xin phép con đi. Mình đi ha. Con đi nha ngoại. Mẹ con đi. Con ơi, nó đẹp quá trời đất. Mà không biết mẹ còn sống đây tới ngày dòm nó thấy mặc đồ cưới không? Giờ con nói má nghe nè. Cái thần thái của má vậy, sức khỏe của má vậy là má sống 10 năm nữa. Còn con này là năm sau con cho nó làm đám cưới rồi. Cho nên má yên tâm, ok. Nhớ mày áo dài. Rồi mai, ta. Màu đỏ nha. Màu tím. Rồi, vô đấm lưng nè. Ôi trời ơi, cũng mỏi chứ. Nhất khoát là không thể để như thế được. Chứ bây giờ mình làm được cái gì nữa? Không biết, nhưng mà dứt khoát là không tha. Giờ phải đi thôi. Đi đâu? Đi lên lầu nghỉ. Nghỉ gì? Nghỉ cách để hạ được hắn. Có công nhận với con á, tự dưng mình bắt thằng Hưng làm giả người yêu của con Happy vậy á là thấy thiệt thòi cho nó quá không? Có gì đâu thiệt thòi, nếu nó không có tự giác thì làm sao bắt nó được. Con biết không, mà chính má sẽ bắt thằng Hưng nó thân mật với con Happy hơn nữa rồi. Như vậy giữa thằng Tính và thằng Phát má mới chọn được cháu rể ngoan, con hiểu không? Thì ra đây là một âm mưu. Cô hả? Con đối với Happy rất thật lòng, mà tại sao cô lại không tin con vậy? Ngoại, thì ra ngoại không bị lẫn, ngoại lừa gạt con. Con thật sự thất vọng về ngoại á. Trời ơi, má ơi, lỗi của má hết á. Rồi bây giờ làm sao đây? Thiệt có mắc cỡ quá à. Thiệt mày. Tự nhiên đâu thừa, tao biết mình nói nhỏ, ai biết mình nói to nó mới nghe chứ. Đứa tưởng.
biến căng rồi. Alo, Thu Lĩnh hả? Em có tin tình báo siêu cấp nè. Hả? Có chị Thủy ở đó luôn hả? Trời ơi, hay quá, một công đôi ba chuyện. Nói nghe nè, bây giờ thôi, làm việc qua mail nha. Ok, ok. Giờ này chưa đưa gái người ta về nữa. Bạn tôi nói 10 giờ là sự kiện hết rồi. Làm gì mà nôn nóng dữ vậy? Còn sau sự kiện nữa chi? Anh nghĩ sao không nôn nóng cho được. Anh chưa thấy cái ánh mắt của nó lúc mà nhìn Hạnh đâu. Nó ghê lắm. Có gì đâu mà ghê, người ta là bạn thân mà. Còn anh không biết đâu, cái ánh mắt nó lúc mà nhìn Hạnh á, kỳ lắm. Kỳ sao? Biến thái. Thái. Biến thái gì? Trốn, trốn trong cột. Trốn này. Cái ông taxi á, ông kỳ cục thiệt chứ. Kỳ này về hả, tôi sẽ mét lên tổng đài mắng vú ông mới được. Ôi đi, người ta vì mưu sinh mà, có gì đâu. Mà hôm nay cảm ơn Hưng nha. Không ngờ là mối quan hệ của mấy người ở trong showbiz thân thiết quá ha. Ngành của Hưng mà, có gì đâu cảm ơn, đúng không? Ừ. Ê, có sao vậy? Đã nói là Hạnh không có mang giày cao gót quen mà. Làm gì vậy? Lên đi. Thôi kỳ lắm. Lên lưng đi, có gì đâu mà kỳ. Thôi. Sao vậy? Hạnh nặng lắm á. Có gì đâu mà nặng, Hưng cõng Hạnh cả đời cũng được mà. Ừ. Làm gì hôm nay Hưng của tôi sinh rệnh vậy? Ê, mà ai làm người yêu của Hưng chắc là hạnh phúc lắm ha. Ủa, không phải người yêu của Hưng đang ở đây hay sao?